Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì Thắng cùng với cả anh Minh và bạn Tinh phát cái số tiền mà của đoàn Bắc Phong hôm trước có trao 10 triệu cho 10.200.000 đấy của đoàn Bắc Phong hôm trước đã đến đây. Và hôm đó thì buổi tối là do có cái không có thời gian để phát được, do nó tối rồi là linh tinh lắm, không có thời gian. Hôm nay thì Thắng bố trí thời gian cùng với cả anh Minh trưởng thôn đấy, và bạn Tình trưởng nhóm khu vực Nậm Thuẩm đây, và sẽ phát cái số tiền này lại cho 51 hộ dân đó. Bây giờ thì anh Minh có cái danh sách đây rồi, đúng không? Vâng, danh sách đây 51 hộ ấy. Ai không biết ký thì điểm chỉ. Vâng. Ai biết ký thì ký. Đúng rồi. Ai gọi người thì đến đây ngồi vâng, đây nhận ngồi tiền đây luôn. Vâng. Đấy, bây giờ bác Minh triển khai công việc. Thứ nhất là cũng cũng xin thưa bà con này này. Bà con trật tự đi. Bà con trật tự đi, ta trật tự đi. Ôi, bà người tu học mà sao đông mồm thế nhỉ? Trật tự tí đi ha. Thứ nhất là vừa rồi ấy, bác Phong có vào để trao vào trong vừa thế vừa tham làng xóm, tham bản thì bác Phong có trao cho mỗi hộ 200.000. Thì do công việc cũng nhiều quá thì chưa có thời gian để thu xếp để vào để mà cho phát cho bà con. Đến hôm nay thì có bạn Thắng thì cũng vào tiện đây thì cũng là tôi cũng vào phát luôn cho bà con. Nên thứ hai là cũng thưa lời bà con cảm ơn chú bác Phong thì quan tâm giúp đỡ đến bà con trong thôn trong xóm. Thì mặc dù cái địa hình nó nói chung là hơi khó khăn nhưng mà bác cũng đã vào tận nơi để xem những cái địa hình của mình rồi. Thì bây giờ tôi sẽ thông qua tôi sẽ có danh sách ở đấy rồi, tôi sẽ đọc từng người lên. Thì chị nào bác nào không biết ký có điểm chỉ ở đây. Thì tôi sẽ đọc cái danh sách đầu tiên, nghĩa là Triệu Thị Phấy. Vào đi. Đó bác Phấy đâu, nhà gia đình bác Phấy lên nhận tiền. Không, rồi, cái đấy không sao. Rồi, chưa đến đâu. Bà không biết ký bà chấm bà điểm chỉ đấy. Không sao đâu. Đây, cái tên đầu tiên này, cái hàng bên trên này này. Rồi. Đây giờ. Đấy. Hai là Đặng Thanh Văn. Bé đi, bé. Đâu, vào đây, Đặng Thanh Văn vào đây, ký đi. Biết ký chưa, ở nhà này biết ký không? Hay là điểm chỉ? Nhà biết ký. Đây. Điểm chỉ đi đây, lấy điểm chỉ đây. Ký vào đi. Ký không biết. Không biết ký. Ngược thế này, đấy. Bây giờ, đúng rồi. Đấu khắp ngoài làng khắp Đặng Hồng Quân đâu? Đâu gia đình hắn Đặng Hồng Quân đâu? Hồng Quân đi lòng hồ à? Rồi. Đặng Văn San. Đặng Văn San đâu? Đa phần là không biết chữ điểm chỉ hết à? Nãy giờ chấm nhất là toàn. Sang bên này một tí. Đặng Văn San xong rồi Đặng Sai Học. Thế cảm ơn Bác Phong nhá. Vâng, rồi. Đấy, bác này cảm ơn rất là to. Được. Đấy, nó phải rõ ràng như thế. Đấy. Cảm ơn rồi. Ký điểm 9. Ký phiến 5 cung cung này. Này. Cứ viết tên vào đấy là được. Rồi, cảm ơn bác Phong chưa? Rồi, đấy, đã nhận tiền. Triệu Văn Giang. Triệu Văn Giang. Bỏ qua, nào, nhà khác. Rồi. Đặng Văn Lai đâu? Ở đây. Nhà nào mà lúc ấy đọc tên rồi mà bà con đến sau cái bà con bảo vào đây luôn nhá. Nhá, ai đến sau thì bảo luôn nhá. Còn nhà đây, nào mà chưa được mà không ấy thì anh Minh anh sẽ cầm ra ngoài tiền ra ngoài. Ra rồi. Ngoài chỗ nhà anh Minh nhận tiền. Cầm theo ký sổ ngoài đấy. Nó to lên nào. Đặng Văn Sơn. Đặng
Đặng Văn Sơn rồi, Nông Văn Vinh chuẩn bị. Nông Văn Vinh đâu, chuẩn bị đi. Nông Văn Vinh. Vinh, cảm ơn bác Phong chưa? Cảm ơn bác Phong nha. À, to nào. Okay. Nông Văn Vinh không đến, Triệu Văn Trường. Triệu Văn Trường ơi, Triệu Đặng Văn Phúc chuẩn bị, Phúc Lan ấy. Đây Trường vào đấy, anh chị vào đấy. Đấy luôn đi. Ký đây. Đi đây. Không về điểm chỉ. Rồi. Các chị này là thích chấm mút lắm. Rồi. Cảm ơn bác Phong chưa? Vâng, rồi, à. Ok. Được rồi. Đặng Văn Phúc, Phúc Lan đấy. Phúc Lan, đâu? Gia đình Phúc Lan đâu? Lâm ở đây. Giang ở đây đi. Lâm Giang đâu? Nhà Lâm Giang vừa nãy đọc đâu? Vào đây, vào vào vị trí ẩn nấp. Ký vào đây. Đây, vào đây, vào đây. Ký vào đây. Đây, đây, Giang này. Ừ. Cảm ơn bác Phong chưa? Cảm ơn nhé. À, bác Phong ấy. Ừ. Đặng Văn Phúc Lan đến chưa? Chưa. Đi làm rồi. Đặng Văn Tư. Đặng Văn Tư. Đặng Văn Tư đâu? Em trai của em Đặng Văn Tư đâu? Chi vào đây lấy đi. Ơ. Em... Cho ai bế bé đi. Đây đây, cho ai bế bé đi. Đây. Chấm vào đây. Đấy. Rồi. Có biết nói không? Không biết nói à? Không biết cảm ơn à? Không biết so sánh nghe. Triệu Văn Phúc. Người Mông mà ông, em lấy người Mông. Người Mông, em thụ ấy. Không biết nói tiếng. Phúc rồi đến Triệu Văn Hào chuẩn bị. Triệu Văn Phúc không? Triệu Văn Hào chuẩn bị. Đây đây đây. Chị có biết viết không? Triệu Văn Hào chuẩn bị vào đây đi. À rồi. Hào đâu? Hào xong liều họ chuẩn bị. Liều họ đâu chuẩn bị đi. Nhà này áo đỏ này tên là gì? Hào Hào Hào. Hào vào vào. Vào đi. Vào đi. Đây. Bao tuổi mà không biết viết. Ôi đừng có chấm bên dưới. Rồi, chấm bên trên này. Rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Cảm ơn bác Phong. Cũng hứa mong ấy. Nào. May không chấm. Liều đâu? Liều đâu vậy đây? Ơ. Liều xong rồi ấy, tại Liều Luyến chuẩn bị. Luyến đâu? Nhà Luyến đâu? Đây. Và đứng luôn gần gần vào đây, vào đây luôn này. Cảm ơn bác Phong nha. Rồi. Rồi đây. Đây đây. Rồi. Cho điểm bé tí rồi, điểm to to vào, điểm to như kiểu là. Đây. Liều Luyến xong rồi Bình. Từ nãy giờ có mỗi người gọi anh Phong. Bình đâu? Anh Phong anh thích gọi bằng Bình anh đâu? Vào đây đi. Bà kia. Bà lấy à, bà lấy hộ Bình à? Con đi đâu rồi? Đi làm. Cái thứ là đảm bảo nhá. Đấy con mẹ mẹ cũng sao đâu. Mẹ không sao đâu. À cùng nhà gì? Vâng mà. Rồi rồi. Lý A Thảo đâu? Mù độc quả. Xích ở đây mà. Đâu nhà nào kia? Nhà Quân, nhà Đặng Quân. Bảo Quân lên đi. Quân vào đây đi. Đây. Hai đứa cả, đứa chung đứa. Ôi, bên trên mà, thấy chấm như nào thì... Không, lần sau mình thấy người ta chấm chỗ này, mình chấm chỗ này thôi nhá. Bảo chấm lại thẳng sang bên này này. Cảm ơn bác Phong chưa? Ờ. Lia Hạ. Lia Hạ đâu? Còn đấy nhá, vẻ so sánh với ông Phong. Đây. Hạ. Hạ, Hạ. Kia là thả rồi. Thôi được rồi. Không sao. Không biết cảm ơn bác Phong à. Triệu Minh. Không cảm ơn à. Triệu Minh đâu? Minh mấy? Minh mấy bỏ Minh mấy. U chuẩn bị. U đâu? U ơi U.
mời phun phải làm cho hắn phun cú cho thầm thong này rồi. À bé này đi hô cho bố á. Cảm ơn bác Phong chưa? À đấy được. Đấy, đấy, tốt. Chưa à Hương. Hương thì đi làm rồi. Hương thì thôi, Hương đi làm nhé. Hoàng Văn Trai đâu? Trai đâu nhà Trai đâu? Hoàng Trai xong Hoàng Sơn chuẩn bị. Hoàng Sơn Hoàng Phong. Ra đây gần hết đi. Vào vào đi chị. Vâng. Chấm lên nhanh chứ. Đây Hoàng Trai đây. Cứ đi à. Tôi rồi rồi rồi. Vâng, bác Phong không phải dù của em. Sơn đâu? Hoàng Sơn. Đây Hoàng Sơn đây. Hoàng Phong chuẩn bị. Ký vào đi. Ký đi. Biết ký thì ký đi. Đây. Sơn. Đọc tên của mình cho em thấy đâu nó giống như sang. Cảm ơn bác Phong nha, biết cảm ơn chưa? Rồi. Bác Phong đâu? Rồi, ok. Rồi, ok. Thiệu thì bây giờ bà đâu bà sang đây. Ờ thế đâu nhỉ vợ Hào đâu? Đây, lấy cho anh Thiệu đi. Anh Thiệu đang đi bộ đội. Đi bộ đội à? Vâng, đi bộ đội. Lấy hộ gì? Vâng. Đây. Chấm ngón khác. Chấm ngón khác à? Rồi. Đây. Bên dưới cuối cùng nhá đấy. Đấy, rồi. Chấm điểm chỉ luôn, không biết điểm chỉ này. Chiều hồng ở đây. Chấm chét rồi này. Chiều hồng, chiều cao chuẩn bị. Đây, chiều hồng đây, em nọ nhận dê đây. Đây, nhìn lên. Đây, trên này này. Cái dòng này. Đầu tiên luôn. Đấy. Hồng đâu? À, cao đâu? Rồi, cao tâm okay. Đây. À, cảm ơn lắm. Rồi. Tính okay. Đâu? Tính, đã mất tính. Hai trang luôn. Hai trang luôn. Rồi, ok. Làm ăn thiếp. Thiếp xong rồi, Nu chuẩn bị. Nu đâu? Nu đi làm rồi đúng không? Đây này, chấm đây này. Ủa, chấm thẳng bẹt xuống. Người ta chấm đây này. Nu có đến đây không? Triều Văn San. San Phi đấy. San Phương đấy. San đâu? Đây chấm đây bác chấm đây. Không, cái này không biết ký à? Ký vào đi. Chứ San vào đây này. Đấy. Rồi. Viết được thế là tốt rồi. Rồi. Triều Văn Sinh, xá. Sinh đâu? Nghe mình đi thì có ồn quá. Nghe tên mình để con vào đi. Sinh. Người tiếp theo luôn đi. Người tiếp theo là Sai. Tốt tấn hơn. Đây. Sai chuẩn bị. Sai xong rồi Thính chuẩn bị. Không biết ký thì phải làm cái này thôi, sớm thôi, sớm sáng thôi. Có đúng, tính chắc, mở ổn đi chị bánh chăng. Có ở cái hàng này này. Đấy. Ở bác Phong như Thính. Ôi. Đi đi. Không chịu à? Cảm ơn bác Phong nhá. Tình đâu, Tình ơi. Đây. Tình xong, Toàn Minh chuẩn bị. Toàn Minh đâu?
Cảm ơn đoàn bác phòng nhá. Rồi, Toàn Minh ơi. Toàn Minh. Anh díp đấy, díp bèo thẩn xuống. Cảm ơn bác phòng nhá. Rồi. Triệu Thái Bình. Triệu Thái Bình. Vâng, Triệu Thái Bình về đây. Triệu Thái Bình do Nông Văn Minh. Chấm giá rồi, ăn giá rồi. Cái hàng cháu chấm. Ủa không có đặt đạt được nha. Cảm ơn bác Phong với lại chú Thắng với lại Nông Văn Minh. Nông Văn Minh. Đây anh chấm đấy. Tên em Minh. Chiều bán sú. Chiều bán sú im đi. Chiều bán sú. Đúng đâu. Chiều bán sú, chiều Quang Minh chuẩn bị. Hello vẫn còn chú chưa biết được à. Vâng, cảm ơn chú Bắc Phong nha. Cảm ơn Bắc Phong với lại chú Nguyễn Tất Thắng nha. Rất là Quang Minh. Rất là quan tâm đến xóm nằm tuồng của cháu. Rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn nha. Rồi. Tuyệt vời. Đây. Chiều Quang Minh do Chiều Văn Tôn Đất chuẩn bị à đây rồi. Đây. Rồi. Chấm thế này đi. Đây, Tôn Đất đây. Bác Phong nhá. Chuẩn lên này. Nắm quật xuân ha. Biết cảm ơn bác Phong không? Không biết nói. Chiều Thanh Minh. Chiều Thanh Minh đâu? Triệu Thanh Minh. Triệu Thanh Minh xong rồi. Phùng Văn Trai chuẩn bị. Đây bà hôm nọ đi viện đây đúng không? Không phải bà này đâu. Bà này hôm nọ đi viện gì nữa. Đúng rồi. À bà này là con bà gái ông cụ, con dâu cụ. Vâng. 93 tuổi đúng không? Rồi. Phùng Văn Trai đâu? Bác Phong. Vâng. Vâng. Phùng Văn Trai. Ký đi. Đấy, đây cháu chấm đây này. Đây hôm chú trai này là vợ hôm nọ đi viện đây đúng vâng. Không? Vâng. Được hỗ trợ Phùng Thị Phạm. Vâng. Gia đình bác Phong. Phùng Thị Phạm xong rồi chú Văn Bảo chuẩn bị. Vâng. Cảm ơn chú Phong, cảm ơn chú Thắng nha. Vâng. Ôi, từ từ đã, người ta chưa chi. Để anh Minh anh cầm tay đã, rồi ơi. Chiều bán sỉ. Mình để ý ông Minh rồi, cứ phải xinh xinh đi, ông mới cầm tay thì dí ra. Bà cụ ấy chẳng lấy cầm tay đâu. Chiều bán sỉ, chiều bán thú. Vâng, vâng. Thú đâu? Thú xong rồi, Đặng Giao Loan. Thú đâu? Thụ đâu? Thụ vào đây đi. Lý A Thụ đâu? Rồi. Ông Giao Loan không lên đây à? Thụ đâu? Đâu Lý A Thụ đâu nhanh. Đây. Cảm bác Phong nhá. À rồi. Nông Văn Vinh đâu? Lấy chưa? Chưa lấy đâu, hay là lấy lần rồi. Đây. Vâng, ra. Ở bên phòng nhá. Vâng. À Đặng Hồng Quân đâu? Đặng Hồng Quân. À đây. Còn nhà nào nữa nhỉ? Nhà này đến muộn đúng không? Quân ở trên này. Đấy, nhà kia nó chấm ký nhầm rồi kệ nó. Còn mấy hộ nữa nhỉ? Còn mấy hộ? Đến tiền là biết ngay. À, 4 hộ nữa. 4 nhà nữa. Đặng Giao Loan 1. 51 nhà Nu, mà đến 2. Được là... Vâng. 57 nhà thôi. Hương 7 nhà thôi. Hương 3.
Cái gì bà ơi? Bà làm gì có danh sách ở đấy? Bà nhà đâu? Bà chủ hộ con bà lấy rồi nhá. Vâng, con dâu lấy rồi. Con dâu lấy rồi nhá. Còn nhà nào chị lấy? Đặng Văn Phúc. Bốn nhà. Bốn nhà chứ, những nhà nào còn thiếu? Là bốn nhà đây. Một. Thứ nhất là Đặng Văn Phúc. Thứ hai là Triệu Văn Hường. Thứ ba là Lý Văn Nu. Thứ tư là Đặng Giao Loan. Còn có 800. Đây nhá, 800 này. 800 còn bốn nhà chưa lấy. Ok. Thế là qua đây Thắng gửi lời cảm ơn đến đoàn Bắc Phong đã gửi cái số tiền là 10.200.000 đến với cả bà con thôn Động Thuổng. Thì hiện giờ đến thời điểm hiện tại thì Thắng và anh Minh đã trao số tiền đó, còn bốn hộ gia đình nữa. Bốn hộ. Bốn hộ này thì ngày mai chắc là ra nhà Minh lấy thôi. Ra nhà anh Minh để ký và nhận tiền. Vâng. Nhờ bà con ở đây thông báo lại. Ai anh em mình ai chưa còn Tình ơi. Và mọi người đây nhá, còn chú là Phúc Lan chưa lấy, Đặng Văn Phúc chưa lấy nhá. Triệu Văn Hường nay mai chắc cho mẹ nó con ở với bà dưới kia, ngoài kia chắc gọi bà vào lấy thôi. Thứ hai là còn chú Lý Văn Nu với lại Đặng Giao Loan nhá, bảo những hộ này ra nhà anh nhá. Ra nhà anh lấy nhá. Thứ nhất là hôm qua đây cảm ơn chú Bắc Phong thì cũng rất là tâm huyết đối với bà con trong xóm. Thì quay ra lại chân thành cảm ơn bác ạ. Vâng. Bao nhiêu giờ đây? Không có đâu. Và tới này nữa là đoàn Bắc Phong thì khoảng tầm độ 2 tuần nữa thì cây cầu của Bắc Phong sẽ được khởi công nhé. Vâng, 2 tuần nữa là tại vì đang chờ đường vào. Vâng, bây giờ xong rồi. 5 ngày nữa là xong đường. 5 ngày nữa là xong đường. Và chờ khoảng 10 ngày nữa khô đường. Rồi. Thì ra bắt đầu sẽ chở vật liệu vào để khởi công làm cầu. Vâng. Của đoàn Bắc Phong, đoàn quỹ thiện nguyện Ngân Hà. Đây là cái bảng danh sách tên và địa chỉ, điểm chỉ điểm biết là đã xong hết rồi. Đã trao lại cái số tiền đấy cũng, rồi. Cũng phải chuẩn bị cái này trước đấy. Rất không mong thì là đoàn Bắc Phong không thì anh Khải ở Hải Phòng là sớm sẽ trở lại Hà Giang để đến với bà con nhân dân thôn Nậm Thuổm để đón cây cầu của thôn Nậm Thuổm sẽ tiến hành khởi công và làm. Và Thắng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Ôi cảm ơn các bác nhiều quá.